Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị đồng nghiệp ở các cái điểm cầu. Thì hôm nay theo sự phân công của trung tâm đào tạo thì bác sĩ Toàn xin được chia sẻ trao đổi với các anh chị một số các cái vấn đề trong cái quy trình chuyển máu lâm sàng cũng như là các cái phản ứng không mong muốn trong cái quá trình chuyển máu. Thế thì thực ra thì đây không phải là một cái vấn đề mới mà chúng ta trong cái chương trình mà đào tạo lại và các chương trình đào tạo liên tục thì chúng ta sẽ phải nhắc đi nhắc lại những cái vấn đề này. Thì sẽ có rất nhiều các anh chị đồng nghiệp của chúng ta đã biết và cũng đã rất là giỏi trong cái lĩnh vực này rồi. Tuy nhiên thì trong cái khuôn khổ chương trình được giao bởi trung tâm đào tạo và các cái chương trình đào tạo lại cũng như đào tạo liên tục thì tôi lại trao đổi với các anh chị đồng nghiệp về cái vấn đề này. Thế thì thứ nhất thì cái nội dung của trao đổi hôm nay về vấn đề chuyển máu lâm sàng thì có hai nội dung chính. Thứ nhất là cái nguyên tắc trong cái chuyển máu và thứ hai là cái quy trình chuyển máu lâm sàng. Về cái nguyên tắc chung trong chuyển máu thì chúng ta sẽ có một số các cái nguyên tắc chung. Thứ nhất là cái chỉ định nó đúng và hợp lý, tức là chúng ta sẽ truyền máu khi nào mà thực sự cần thiết và không cần thì chúng ta không truyền, và hạn chế tối đa cái việc là truyền máu toàn phần. Và cái việc mà truyền các cái chế phẩm máu chúng ta sẽ phải tuân thủ theo cái thông tư 26 Bộ Y tế năm 2013 đã ban hành. Và cái quyết định truyền máu thì sẽ dựa trên các cái đánh giá lâm sàng và xét nghiệm bởi các bác sĩ chuyên khoa. Và truyền máu thì phải đảm bảo hỗ trợ cái mục tiêu điều trị ngắn hạn và dài hạn, và cân nhắc cái tính sẵn có của cái việc là liệu cái đơn vị máu mà các anh chị dự trù và ý định truyền nó có phù hợp với cái lượng máu trong ngân hàng cũng như là cái điều kiện hiện tại của cái đơn vị của mình hay không. Một số cái quy tắc trong cái thực hành lâm sàng. Thứ nhất là cái quyết định truyền máu thì phải dựa vào các cái hướng dẫn và đánh giá lâm sàng, thì điều này là chắc chắn rồi. Và cái thứ hai là cái giảm thiểu cái việc mất máu. Trong thứ ba là trong cái mất máu cấp thì việc cái hồi sức cho bệnh nhân thì phải đồng thời với cái việc đánh giá các nhu cầu truyền máu. Tức là nhiều khi chúng ta đang loay hoay cái việc là chúng ta có truyền máu hay không mà không nghĩ được rằng là cái toàn trạng của bệnh nhân đang có những cái thay đổi mà cần phải cấp cứu, thì cái việc đó là chúng ta cũng sẽ phải làm đồng thời. Thứ tư là cái lượng hemoglobin không phải là yếu tố duy nhất để quyết định truyền máu, thì chúng ta sẽ phải dựa cả vào các cái biểu hiện lâm sàng cũng như là các cái nguyên nhân để dẫn đến cái việc mà cái lượng hemoglobin nó thấp thì chúng ta mới quyết định là có truyền máu hay không. Ví dụ như là một cái bệnh nhân mà người ta đến với chúng ta với một cái biểu hiện là chúng ta nghĩ đến một cái thiếu máu thiếu sắt, đúng không ạ? Mà nếu như mà các anh chị xét nghiệm mà cái hemoglobin nó khoảng độ trên dưới 70 chẳng hạn, thế thì chúng ta sẽ cân nhắc như thế nào? Liệu chúng ta sẽ truyền máu cho bệnh nhân hay chúng ta sẽ nghĩ đến các cái giải pháp mà bồi phụ sắt cho bệnh nhân trước, tìm nguyên nhân để mà điều trị? Thì cái này là anh chị phải luôn cân nhắc cái việc đó. Và chỉ định truyền máu thì đúng các cái thành phần cần thiết cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân thiếu gì chúng ta truyền đó, hạn chế tối đa cái việc là truyền máu toàn phần. Về cái chiến lược để mà giảm thiểu cái nhu cầu truyền máu ấy, thì chúng ta có các cái đánh giá cái nguy cơ chảy máu. Ví dụ như là trong một cái cuộc mổ thì các anh chị sẽ phải khai thác cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân, ví dụ là cái tiền sử chảy máu, rồi các cái tiền sử có dùng các cái thuốc chống đông hay các cái thuốc mà ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu hay không, thì từ đó chúng ta đánh giá được cái nguy cơ chảy máu để mà làm sao để chúng ta cân nhắc và chúng ta chuẩn bị được cái việc là sẽ cần chuyển máu như thế nào. Hoặc là chúng ta sẽ phải kiểm soát cái việc là thiếu máu có phải là những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể bổ sung bởi các cái thuốc không. Ví dụ như là có phải là do thiếu máu thiếu sắt, hoặc là do thiếu B12, hay là cái giảm erythropoietin ở trong cái nhóm bệnh nhân suy thận hay không. Ví dụ như là thế. Và chúng ta cũng phải quan tâm xem là bệnh nhân có đang duy trì các cái thuốc mà ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu hay không. Và chúng ta sẽ khi mà bệnh nhân có cái tình trạng thiếu máu thì chúng ta có hỗ trợ cái oxy cho bệnh nhân hay không. Bởi vì khi mà thiếu máu thì cái lượng hemoglobin nó giảm như vậy thì bệnh nhân
nếu mà chúng ta không để ý hỗ trợ oxy thì có thể người ta có thể là làm giảm cái oxy ở tế bào và dẫn đến bệnh nhân sẽ có càng mệt mỏi hơn. Rồi chúng ta sẽ duy trì cái thể tích tuần hoàn hoặc là dùng các cái thuốc mà chống tiêu sợi huyết, ví dụ như là tamoxifen. Đấy là những cái thuốc mà để mà giảm cái nhu cầu chuyển máu. Ví dụ như một cái bệnh nhân mà người ta đến với chúng ta, khi mà người ta có một cái bạn trẻ mà có bị rối loạn kinh nguyệt chẳng hạn, với cái số lượng kinh nguyệt rất là nhiều và hiện tại thì vẫn đang trong cái chu kỳ kinh nguyệt chẳng hạn, thì thuốc chống tiêu sợi huyết tamoxifen cũng là một cái lựa chọn để các anh chị có thể nghĩ đến. Hoặc là trong một cái phẫu thuật mà chúng ta có thể truyền hoàn hồi được cái khối hồng cầu hay không, để cho nó giảm cái lượng mà máu chúng ta phải đưa của người khác vào. Chúng ta sẽ cân nhắc khi truyền máu như thế nào. Thì thứ nhất là chúng ta phụ thuộc vào cái tình trạng lâm sàng, ví dụ như là huyết áp, rồi cái tình trạng thiếu oxy tổ chức và cái chức năng cơ quan, cái nồng độ huyết sắc tố ban đầu và cái đáp ứng bùi phụ dịch. Ví dụ trong cái trường hợp mà mất máu cấp chẳng hạn và cái khối lượng tuần hoàn nó suy giảm, thì các anh chị sẽ phải bù dịch cho bệnh nhân rất là nhanh để mà đảm bảo cái khối lượng tuần hoàn, để từ đó thì huyết áp có thể nâng lên được. Thế thì chúng ta sẽ đánh giá xem cái đáp ứng với cái việc đó nó như thế nào, và các tình trạng kèm theo về hô hấp, rồi các cái bệnh lý về tim mạch ra sao, và cái mức độ mất máu nó như thế nào. Chúng ta có thể quan tâm đến các cái vị trí mất máu hay là các cái tổn thương nó trên các cái cơ quan hay là trên các cái đường tiêu hóa nó như thế nào. Về cái quyết định chuyển khối hồng cầu thì chúng ta có thể khuyến cáo ở các cái mức độ khác nhau. Ví dụ dưới 70 thì thường là chúng ta sẽ có cái chỉ định là nên chuyển cái khối hồng cầu. Thế nhưng mà trên 100 thì chắc chắn là chúng ta cũng khuyến cáo là không nên chuyển máu. Thế nhưng bây giờ cái khoảng huyết sắc tố từ 70 đến 100, thế thì các anh chị sẽ quyết định như thế nào trong cái khoảng này, đúng không? Vì khoảng này chính là cái khoảng cân nhắc của các cái bác sĩ điều trị, các bác sĩ lâm sàng, khi mà chúng ta sẽ đặt cái lợi ích là nếu như mà chúng ta ở cái lượng huyết sắc tố này, trong cái khoảng này chúng ta không truyền máu, thì tại sao chúng ta đưa ra cái câu hỏi là tại sao chúng ta không truyền máu, và ngược lại nếu như chúng ta truyền máu thì chúng ta cũng phải đưa ra câu hỏi tại sao chúng ta truyền máu cho bệnh nhân này ở trong cái khoảng huyết sắc tố này. Thì nó sẽ ví dụ như khi chúng ta đưa ra cái câu hỏi tại sao mà chúng ta không truyền máu, thì chúng ta sẽ có cái việc là cái câu trả lời sẽ là nếu như chúng ta đánh giá được cái thời gian mà nó phục hồi nhanh ở cái bệnh nhân này mà không cần truyền máu, thì cái việc phục hồi nó cũng vẫn nhanh, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái việc là không truyền máu. Nhưng cũng ở cái khoảng huyết sắc tố này các anh chị lại truyền máu cho bệnh nhân, thì lúc ấy thì nó sẽ phải là cái trả lời cả cái yếu tố bổ sung vào để mà mình làm tăng cường cái vận chuyển oxy tối ưu cho bệnh nhân. Tức là trong những cái trường hợp chúng ta cấp cứu bệnh nhân và chúng ta cần phải là nâng ngay cái lượng, cái nồng độ oxy, rồi cái thể trạng cũng như là cái huyết áp của bệnh nhân lên chẳng hạn, thì cho dù trong khoảng này chúng ta lại quyết định chuyển máu, thì đó phụ thuộc hoàn toàn vào cái quyết định của các cái bác sĩ lâm sàng, và chúng ta cân nhắc cái việc là các cái yếu tố nguy cơ cũng như là tác dụng của cái việc chuyển máu. Tiếp theo, các cái quy tắc tiếp theo, quy tắc thứ 6 là chúng ta phải cảnh giác với các cái nguy cơ của truyền máu. Thì như tôi nói rồi, chúng ta truyền máu là chúng ta truyền một cái rất nhiều các cái tế bào sống, những các cái chất kích hoạt miễn dịch, cũng như là các bệnh nhân có thể phải phơi nhiễm với những cái bệnh truyền nhiễm qua đường truyền máu, thì chúng ta sẽ phải hết sức cân nhắc và với các cái nguy cơ như vậy. Và chúng ta, nguyên tắc thứ 7 là chỉ truyền máu khi mà lợi ích nó sẽ vượt trội so với nguy cơ. Tức là chúng ta sẽ thấy rằng cái nhóm lợi ích đem lại cho bệnh nhân sẽ cao hơn nguy cơ, thì chúng ta mới quyết định. Và nguyên tắc thứ 8 đó là ghi chép rõ ràng lý do phải truyền máu vào các cái sổ sách như bệnh án và các cái tờ chỉ định truyền máu cũng như theo dõi. Thì việc này rất là quan trọng về cái an toàn truyền máu, nó sau này nếu chẳng xảy ra một cái vấn đề sai sót chuyên môn hay một cái phản ứng truyền máu nào, thì người ta cũng sẽ dựa vào các cái ghi chép cụ thể của các anh chị, các bác sĩ lâm sàng, để mà người ta sẽ xem chúng ta có làm đúng các cái quy trình hay không. Thì cái việc ghi chép nó rất là quan trọng, mình xin các anh chị mình nhớ cái vấn đề này.
và cái theo dõi cẩn thận các cái tai biến, và đặc biệt là 10 15 phút đầu của cái quá trình truyền máu. Thu nhập, thu thập thông tin bất kỳ cái chế phẩm máu nào mà đã được truyền, nhất là các cái tai biến truyền máu, thì đương nhiên rồi, khi xảy ra tai biến thì chúng ta sẽ phải phối hợp với trung tâm phát máu, với khoa huyết thanh học, để mà chúng ta có các cái bước tiếp theo phòng quản lý chất lượng, để mà đánh giá xem tại sao mà bệnh nhân có những cái phản ứng, và cái để chúng ta rút kinh nghiệm, tránh các cái sai lầm nó có thể lặp lại ở các cái lần truyền máu tiếp theo. Đến nội dung thứ hai, đó là cái quy trình truyền máu lâm sàng. Thế thì truyền máu ở bệnh nhân thì chúng ta đều biết rồi, từ khi người hiến máu đến máu đến người bệnh thì chúng ta có rất nhiều các cái bước khác nhau, đúng không ạ? Từ một người cho máu thì chúng ta phải tổ chức làm sao để cái quá trình thu gom và vận chuyển cái đơn vị máu của người cho đến với ngân hàng máu, và từ ngân hàng máu thì mới bắt đầu tiến hành các cái công việc về việc là sàng lọc, rồi sản xuất, rồi lưu trữ, và sau đó mới đến công việc tiếp theo, đó là phân phối đến các cái bệnh viện, và từ các cái bệnh viện thì của đến các cái khoa huyết thanh học, rồi mới đến với người bệnh cần truyền máu. Thì đó là một cái quy trình với rất nhiều các cái bước khác nhau, và tất cả các bước đều phải đảm bảo các cái quy trình an toàn riêng thì mới chúng ta mới có thể đảm bảo an toàn truyền máu được. Tuy nhiên thì trong các cái quy trình trước thì chúng ta sẽ không bàn ở trong cái chuyên mục này, mà chúng ta chỉ bàn về cái vấn đề là truyền máu lâm sàng, tức là cái việc cái đơn vị máu từ khoa huyết thanh học hoặc là cái khoa huyết học của bệnh viện các anh chị và đến với người bệnh nó sẽ như thế nào. Thế thì một số các cái quy định chung thì chỉ định truyền máu, dụng trù máu và các cái chế phẩm máu, lĩnh máu từ trung tâm máu về bệnh phòng và thực hiện truyền máu tại giường, theo dõi bệnh nhân và xử lý các tai biến, đó là cái quy trình của chúng ta. Và cái việc này sẽ phải thực hiện theo cái thông tư 26/2013 của Bộ Y tế, đã có hiệu lực ngày 15/11/2013, thì chúng ta sẽ phải bám sát vào cái thông tư này để mà chúng ta vận hành cái việc mà truyền máu lâm sàng. Các bước thực hiện chính thì chúng ta có các bước như sau. Thứ nhất là chúng ta lập cái phiếu yêu cầu máu. Thì cái này là bác sĩ lâm sàng, các anh chị sẽ dựa vào cân nhắc các vấn đề về lâm sàng cũng như xét nghiệm của bệnh nhân để mà lập cái phiếu yêu cầu truyền máu. Các anh chị yêu cầu truyền một đơn vị khối hồng cầu 350 hay 450 hay 250 hay thậm chí là 100, nó phụ thuộc vào cái lượng cái biểu hiện lâm sàng cũng như lượng huyết sắc tố và các cái cân nhắc khác của các anh chị. Sau đó thì chúng ta đến cái bước thứ hai, đó là phải lấy mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân và chuyển xuống cái khoa huyết học, khoa huyết thanh học ạ. Và cái bước tiếp theo đó là xét nghiệm hòa hợp miễn dịch trước truyền máu. Và bước thứ tư là lựa chọn các cái đơn vị máu phù hợp. Và bước thứ năm là cái truyền máu tại giường bệnh. Và cuối cùng là theo dõi người bệnh trong cái quá trình truyền máu. Đấy thì về cái bước thứ nhất là lập cái phiếu yêu cầu máu, thì các bác sĩ lâm sàng sẽ thực hiện và gửi cho trung tâm máu các thông tin thì các anh chị đều biết rồi, đương nhiên là phải họ, tên, ngày tháng năm sinh, mã bệnh nhân, rồi các cái giường, rồi khoa phòng, nhóm máu của bệnh nhân và cái loại chế phẩm máu, số lượng cũng như là cái thể tích mà chúng ta cần truyền, rồi cái nhóm máu của cái đơn vị máu, và chúng ta sẽ phải bổ sung thông tin nếu như một cái đơn vị máu chúng ta yêu cầu nó cao cấp hơn. Ví dụ chúng ta sẽ yêu cầu những cái đơn vị máu chiếu xạ hay những cái đơn vị máu mà được sàng lọc cái MCV hoặc là cái đơn vị máu lọc bạch cầu chẳng hạn, thì đấy là nó dành cho một số những cái bệnh nhân. Ví dụ như những cái bệnh nhân mà các anh chị ở trong cái khu ghép tế bào gốc, hoặc là các cái bệnh nhân mà các anh chị đang chuẩn bị cho cái quá trình mà sau này chúng ta sẽ ghép tế bào gốc, thì sẽ cần một số các cái điều kiện khác. Hoặc những cái nhóm bệnh nhân có những cái kháng thể bất thường rồi, thì cái truyền máu thông thường chúng ta sẽ ít có tác dụng, thì lúc ấy các anh chị sẽ chỉ định các cái đơn vị hòa hợp phenotip chẳng hạn, thì nó sẽ có cái yêu cầu thêm vào. Đây là một cái phiếu dự trù máu và chế phẩm máu, thì cái mẫu này nó nằm trong cái thông tư 26 rồi, các anh chị có thể tải và sử dụng. Bước tiếp theo đó là lấy mẫu xét nghiệm, thì cái mục đích đó chính là cái định nhóm máu bằng hai phương pháp và xét nghiệm hòa hợp miễn dịch trước truyền máu. Thì chúng ta sẽ phải lấy hai mẫu. Mẫu thứ nhất là mẫu chống đông bằng EDTA, tức là để cho chúng ta có thể sử dụng được cái khối ở cái hồng cầu của bệnh nhân nhé. Và mẫu thứ hai là mẫu không có chất chống đông.
tức là chúng ta sẽ dùng cái huyết tương. Và lưu ý là phải đúng khớp thông tin và để tránh cái nhầm lẫn cái ống máu. Nhiều khi các anh chị điều dưỡng của chúng ta trong cái quá trình làm việc ấy, chúng ta có quá nhiều bệnh nhân và nhiều bệnh nhân đang xếp hàng, thì chúng ta lấy xét nghiệm của người này, nhưng mà khi mà chúng ta chưa kịp ghi, chúng ta lại tiếp tục lấy của người khác. Ví dụ hai bạn đang làm, rất dễ nó có thể xảy ra cái trường hợp là các anh chị có thể ghi nhầm cái thông tin của bệnh nhân, và sau đó thì cái máu của cái ống máu của bệnh nhân này chúng ta lại ghi thông tin của bệnh nhân khác, thì điều ấy nó dẫn đến cái việc mà phát máu sau đó rất là nguy hiểm trong cái quá trình chuyển máu của chúng ta sau này. Thì ví dụ như tại viện huyết học thì chúng tôi sử dụng cái bộ mã cốt thì nó gần như là tránh được tuyệt đối cái vấn đề này, tức là cái bộ mã cốt đó sẽ được được in ra và dán ở trên cái tờ chỉ định máu, và cũng như là chúng ta dán vào cái ống đó và cái ống xét nghiệm mà chúng ta lấy, và khi mà xuống cái khoa huyết thanh học thì chúng ta sẽ quét bằng cái mã cốt, nó sẽ tránh giảm được rất nhiều cái nguy cơ nhầm lẫn như này. Bước tiếp theo đó là xét nghiệm hòa hợp miễn dịch trước truyền máu. Thì các cái xét nghiệm bắt buộc khi phát đơn vị máu, thứ nhất là cái mẫu máu bệnh nhân thì sẽ bắt buộc phải định nhóm ABO và RH, và cái mẫu đơn vị máu là phải định nhóm ABO, và xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở môi trường nước muối, và nhiệt độ phòng ở những cái độ 37 độ và sử dụng cái kháng globulin. Các cái xét nghiệm bổ sung thì nếu các cái xét nghiệm trên mà có kết quả không hòa hợp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải làm thêm các cái xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường và định danh cái kháng thể bất thường, và chọn cái đơn vị máu hòa hợp với cái kháng nguyên ngoài cái hệ ABO. Ví dụ trong các cái bệnh lý huyết học của chúng ta thì một trong cái nhóm bệnh lý mà truyền máu rất là nhiều và truyền máu cả đời đó là cái bệnh nhân thalassemia chẳng hạn. Thế thì cái nhóm bệnh nhân này rất nhiều bệnh nhân xuất hiện cái kháng thể bất thường, nên là khi mà chúng ta truyền máu theo thời gian vài năm bệnh nhân truyền máu thì bắt đầu xuất hiện những cái việc là nó giảm cái hiệu quả của truyền máu và dẫn đến xuất hiện cái kháng thể ngoài cái hệ AB0 và RH, nó xuất hiện các cái kháng thể của các cái hệ nhóm máu khác. Thì cái việc chúng ta sàng lọc và định danh kháng thể rất là quan trọng, và từ đó chúng ta sẽ sàng lọc và chọn những cái đơn vị máu mà hòa hợp với kháng nguyên. Đấy, ví dụ như hòa hợp với cái kháng nguyên MIA hoặc là C lớn, C nhỏ hay rất nhiều các cái kháng nguyên khác. Thì khi mà chúng ta tìm được cái sự hòa hợp như thế thì khi đó chúng ta mới có thể truyền máu cho bệnh nhân mà cái lượng huyết sắc tố nó mới tăng lên được. Bước tiếp theo đó là lựa chọn cái đơn vị máu hòa hợp, thì chúng ta sẽ tùy vào cái chế phẩm mà bệnh nhân cần, ví dụ như là khối hồng cầu hay máu toàn phần hay là tiểu cầu hay huyết tương, thì có các cái sơ đồ mà hòa hợp khác nhau. Ví dụ như là đối với cái khối hồng cầu hoặc là cái máu toàn phần thì chúng ta sẽ có các cái sơ đồ các anh chị đều biết rồi đúng không ạ. Đối với máu của người bệnh thì ở nhóm O thì chúng ta chỉ được nhận các cái khối hồng cầu hoặc là máu toàn phần O thôi. Còn đối với bệnh nhân có nhóm máu A thì chúng ta sẽ có thể là nhận cái khối hồng cầu A hoặc O, đúng không? Chúng ta có thể truyền thay thế cái khối hồng cầu nhóm máu O cho một cái bệnh nhân nhóm máu A. Đấy. Nhưng trong trường hợp có các cái trường hợp cụ thể thôi, còn cái điều mà tốt nhất thì chúng ta vẫn nên truyền vào cái nhóm máu A cho bệnh nhân có nhóm máu A, khối hồng cầu. Còn đương nhiên máu toàn phần thì chúng ta chỉ có truyền nhóm máu A thôi ạ. Thế thì tương tự như vậy, đối với người có nhóm máu B thì khi mà chúng ta truyền khối hồng cầu thì có thể là truyền nhóm máu B hoặc là khối hồng cầu nhóm O. Còn đối với truyền máu toàn phần thì sẽ chỉ là khối hồng cầu nhóm B. Mà tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì nếu mà truyền máu toàn phần mà các anh chị truyền cái khối hồng cầu O mà cho một cái người nhóm máu bệnh nhân nhóm máu A chẳng hạn, thì trong cái hồng cầu O đó người ta nó không có cái kháng nguyên AB, nên là trong cái huyết tương của nó lại có cái kháng thể chống A và chống B. Và nếu như mà các anh chị mà truyền cái máu toàn phần thì đương nhiên cái huyết tương đó nó có cái kháng thể chống A chống B, thì nó sẽ làm ngưng tập ngay lập tức cái hồng cầu của cái người nhận ngay, và nó tạo nên cái phản ứng truyền máu rất là dữ dội, thì chúng ta sẽ lại phải cấp cứu bệnh nhân, đúng không ạ? Tiếp theo đó là với những cái bệnh nhân nhóm máu AB thì chúng ta đối với khối hồng cầu thì chúng ta có thể truyền tất cả các cái nhóm AB là tốt nhất, hoặc A hoặc B và hoặc là O.
Đấy. Còn đối với máu toàn phần thì chúng ta chỉ có truyền nhóm máu AB thôi ạ. Đối với khi mà chúng ta chỉ định truyền cái khối tiểu cầu cho bệnh nhân thì nó ngược lại so với cái khối hồng cầu, tức là cái chữ cái hình dung là đối với cái khối tiểu cầu mà đã còn huyết tương ấy, thì chúng ta sẽ phải truyền đúng nhóm, truyền đúng cái nhóm máu của bệnh nhân trên khi mà chúng ta lựa chọn cái đơn vị máu. Còn trong trường hợp mà chúng ta đã loại bỏ được cái huyết tương nguyên thủy rồi thì đối với cái bệnh nhân nhóm máu A thì chúng ta có thể truyền cái khối tiểu cầu A hoặc là O. Tuy nhiên và B thì có thể truyền cái khối tiểu cầu B hoặc O. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhớ rằng là cái lượng truyền chúng ta cũng không được quá nhiều, vì nó vẫn có thể nếu mà chúng ta truyền cái nhóm thay thế như này nó vẫn có những cái khả năng gây các cái phản ứng truyền máu khi mà chúng ta truyền cái số lượng nhiều. Tiếp theo thì truyền huyết tương thì đối với cái người nhóm máu O, bệnh nhân nhóm máu O thì có thể nhận cái huyết tương của cả nhóm máu O, nhóm máu B, nhóm máu A hoặc là nhóm máu AB đúng không ạ? Còn đối với người bệnh mà có nhóm máu A thì có thể nhận huyết tương A hoặc huyết tương AB. Tương tự như thế đối với người bệnh nhóm máu B thì có thể nhận huyết tương B hoặc là AB. Và đối với người mà có nhóm máu AB thì sẽ nhận cái huyết tương của người AB thôi. Thế thì chúng ta sẽ đối với cái tủa lạnh yếu tố 8 thì sao? Thì đối với tủa lạnh yếu tố 8 thì chúng ta không cần hòa hợp với nhóm máu hệ ABO đúng không ạ? Vì trong cái quá trình chúng ta sản xuất các anh chị cũng hiểu biết chúng ta cũng biết là chúng ta đã loại bỏ toàn bộ cái huyết tương ở ở trong cái đơn vị này rồi, trong cái chế phẩm này rồi, và chúng ta chỉ giữ lại cái tủa lạnh khi mà cái huyết tương đông lạnh của chúng ta phá đông ở cái 37 độ C chẳng hạn. Và sau đó chúng ta giữ lại cái tủa lạnh này, đấy là cái tủa lạnh yếu tố 8 và nó không mang các cái dấu ấn về miễn dịch và nó không có các cái kháng thể chống A chống B ở trong trong cái đơn vị chế phẩm này, nên chúng ta không cần hòa hợp ở ở cái hệ nhóm máu ABO. Và liều lượng của chúng ta thì không vượt quá 10 ml chế phẩm cho 1 kg cân nặng trong mỗi khoảng thời gian là 12 giờ. Thì các anh chị nhớ ạ. Tiếp theo thì trong cái trường hợp mà chúng ta như tôi đã nói trước đó, chúng ta có những cái người mà chúng ta sẽ phải lựa chọn cân nhắc cái việc là chúng ta sẽ truyền cái nhóm máu hệ RH ạ. Thì đối với những cái người RH âm thì chúng ta đều biết cái tỷ lệ nó rất là thấp, khoảng độ 0,7% thôi. Thế tuy nhiên thì trên cái thực tế lâm sàng này, các anh chị sẽ trong cái quá trình làm việc, các anh chị có thể sẽ gặp những cái bệnh nhân mà người ta là RH âm, người ta vào viện và có nhu cầu truyền máu đúng không ạ? Thế thì đối với một cái người mà có cái nhóm máu R có RH mà với dương đấy, cái kháng nguyên D dương ấy, thì có thể nhận cả cái nhóm máu của em người RH dương và RH âm, tức là người ta có thể nhận được cả cả âm và cả dương. Đấy. Còn đối với người nhóm máu RH âm thì khi truyền máu thì chỉ nhận nhóm máu RH âm thôi, các anh chị nhớ như vậy. Tuy nhiên ấy thì khi mà các anh chị truyền cái nhóm máu RH dương cho một cái người nhận mang nhóm máu âm thì vẫn có thể được trong cái trường hợp mà đe dọa cái tính mạng người bệnh và có một số các cái điều kiện sau. Chị Hoàng Nam rồi. Thứ nhất là cái người bệnh này nam giới đúng không ạ? Bởi vì tại sao là nam giới? Bởi vì là phụ nữ người ta liên quan đến chửa đẻ, và nếu mà chúng ta truyền cái nhóm máu RH dương cho cái người âm và sau đó người ta sẽ sinh ra các cái kháng thể RH dương, và như vậy thì rất là nguy hiểm trong cái việc sau này họ mang bầu đúng không ạ? Vì đại đa số những cái trong cộng đồng của chúng ta sẽ là RH dương, nên rất có khả năng là cái người phụ nữ đó sẽ lấy một ông chồng có RH dương đúng không ạ? Và cái đứa con nó sẽ mang cái nhóm máu RH dương. Và như vậy thì ở những cái lần mà chửa đẻ thì nó rất là nguy hiểm và có thể dẫn đến ảnh hưởng đến cả cái an toàn về cho thai cũng như là cho người mẹ. Trường hợp mà tiếp theo đó là chỉ trường hợp mà cái người bệnh là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thì chúng ta cân nhắc lợi ích điều trị hiện tại và cái nguy cơ tai biến cho thai nhi nếu như người bệnh mang thai trong tương lai, như tôi vừa phân tích ạ.
và cái xét nghiệm hòa hợp miễn dịch sử dụng huyết thanh chống globulin ở cái nhiệt độ là 37 độ thì phải cho kết quả âm tính, chúng ta mới quyết định là truyền. Và có sự đồng ý bằng văn bản, tức là chúng ta sẽ giải thích rất là kỹ cái nguy cơ của cái việc mà chúng ta truyền một cái đơn vị máu có RH dương cho cái người này, bởi vì là chúng ta sẽ và phải yêu cầu cái người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân, nếu bệnh nhân đủ 18 tuổi, phải ký vào cái cam kết như vậy để chúng ta sẽ có bằng chứng trong cái việc phòng những cái tai biến sau này, nếu như mà người ta có thể có những cái thắc mắc mà sau này nó liên quan đến cái vấn đề pháp lý. Tiếp đến là cái bước truyền máu tại giường, thì cái về cái vấn đề truyền máu tại giường chúng ta cũng hết sức lưu ý là nó rất là quan trọng trong cái quá trình truyền máu lâm sàng, bởi vì tất cả các bước kia chúng ta làm nó sẽ liên quan đến cái chủ yếu tại cái khoa huyết thanh học nhóm máu là nhiều, khoa huyết thanh những cái đơn vị hoặc là các cái khoa phát máu. Thế nhưng mà với cái truyền máu lâm sàng, truyền máu tại giường này là nó diễn ra tại các cái khoa lâm sàng, nơi mà bệnh nhân rất là nhiều và liên tục trong cái tình trạng quá tải. Đấy, rất nhiều các anh chị và đồng nghiệp của chúng ta làm việc trong cái môi trường quá tải và rất là nhiều bệnh nhân. Thế thì chính vì nó như vậy, nó rất dễ xảy ra những cái nhầm lẫn, và những cái nhầm lẫn trong cái việc truyền máu tại giường nó cũng gây nhiều cái hậu quả, và có những cái hậu quả, có những cái đồng nghiệp của chúng ta đã phải chịu trách nhiệm, đã phải bị các cái vấn đề về pháp lý và phải, nên là nó rất là đáng tiếc. Thế thì về chuẩn bị trước truyền máu thì cái việc mà kiểm tra đối chiếu các cái thông tin trên cái trước truyền máu rất là quan trọng, ví dụ như là cái nhãn của đơn vị máu, cái nhóm máu, rồi cái thông tin của người bệnh, rồi chúng ta sẽ phải phát hiện kiểm soát các cái đối chiếu các cái dấu hiệu bất thường của cái đơn vị máu, ví dụ chúng ta xem là cái màu sắc của hồng cầu nó như nào, nó có trong cái khối hồng cầu đó nó có các cái cục đông hay không, hay là có những cái điểm mà gây hở trước đó hay không. Rất là nhiều các cái yếu tố các anh chị chúng ta có thể cầm cái bịch máu lên mà chúng ta bóp nhẹ bịch máu một chút, thì nếu như chẳng may nó có những cái trong cái quá trình vận chuyển có những cái vật sắc nhọn mà nó làm thủng cái đơn vị máu của chúng ta, nó không cho gây chảy máu nhiều ra, nhưng mà khi mà các anh chị bóp như vậy chúng ta tạo một cái áp lực một cái vào cái đơn vị máu ấy, thì có thể những cái vết thủng đó, nếu những vết thủng nhỏ ấy, thì nó có thể xuất hiện, đúng không ạ? Thì trong cái trường hợp ấy thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải dừng ngay cái việc truyền máu cho bệnh nhân, bởi vì khi đó thì nó tạo thành một cái môi trường hở và rất có thể là cái bịch máu đó đã bị nhiễm khuẩn, và nếu như chúng ta không phát hiện mà truyền máu cho bệnh nhân chắc chắn sẽ dẫn đến cái sốc nhiễm khuẩn rất là mạnh. Thì chúng ta cũng để ý đối chiếu thì cho các cái ID của bệnh nhân, thì thực ra thì không phải mà đơn vị nào chúng ta cũng có cái mã code để mà chúng ta quét như thế này đâu, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta đối chiếu cái họ và tên, cả cái tên đệm nữa, tuổi, địa chỉ và nhóm máu. Chúng tôi đã gặp có những cái trường hợp là bệnh nhân của chúng tôi là hai bệnh nhân trùng cả tên đệm và tên thật, cả họ luôn. Và khi mà cái người cần truyền máu thì họ lại vừa chạy ra ngoài. Cái bệnh nhân khi mà cái cô điều dưỡng mà cố gọi đến cái bệnh nhân Nguyễn Văn A, cái là người ta có một cái. Thế là chúng ta không hỏi nữa. Chúng ta không hỏi xem là cái câu tiếp theo chúng ta sẽ phải hỏi là người ta địa chỉ ở đâu, rồi nhóm máu gì, thì chúng ta và số giường bao nhiêu, thì chúng ta không hỏi, đúng không ạ? Chúng ta quên mất cái chuyện đó và nó dẫn đến truyền máu nhầm rất là nguy hiểm. Thì các anh chị lưu ý trong cái quá trình các anh chị đào tạo và hướng dẫn cho điều dưỡng của chúng ta, thì cái khâu mà đối chiếu các cái thông tin trên cái đơn vị máu cũng như là thông tin người bệnh nó vô cùng quan trọng. Đảm bảo được cái bước này, nó đã đảm bảo được rất là nhiều cái nguy cơ mà xảy ra các cái tai biến mà cái bài sau chúng ta sẽ nói đến. Chuẩn bị trước truyền máu thì cái dây truyền, bộ truyền thì chúng ta thường là đã có rồi, đúng không ạ? Và sử dụng dây truyền mới mà khi mà chúng ta truyền cái khối tiểu cầu, tức là chúng ta không truyền máu xong sau là truyền tiểu cầu, chúng ta lại vẫn cắm vào cái dây truyền cũ mà chúng ta sẽ phải thay dây. Và các cái hồ sơ liên quan đến truyền máu, và trong cái trường hợp mà chúng ta truyền máu khối lượng lớn mà cái đơn vị máu chúng ta mới lấy về nó nhiệt độ nó thấp ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái túi làm ấm. Và trong cái trường hợp nhiều khi tôi thấy cũng nhiều các cái anh chị chúng ta đến mùa đông chúng ta truyền máu cho bệnh nhi chẳng hạn, những cái cháu nhỏ ấy, mà cái đơn vị máu nó lạnh quá
nó ở cái nhiệt độ bảo quản ấy, thì các anh chị cũng sáng tạo là cho cái dây nó đi vòng qua một cái bát nước ấm đúng không ạ, thì cũng là cũng được, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý rằng nó phải xa xa cái vị trí mà đường đường vào của cái đơn vị máu khi mà với cái ven của bệnh nhân đó, thì chúng ta cái việc đấy nó phải xa một chút, chứ gần quá là một cái sơ ý của bệnh nhi là có thể nó đổ cái nước đó vào cái vị trí cái kim trọc của chúng ta, thì nó cũng lại làm cho chúng ta có mất thêm các cái thao tác khác. Đây là một cái phiếu truyền máu, thì cái mẫu này thì đã có rồi, các anh chị có thể tải về sử dụng đấy ạ. Xét nghiệm tại giường, đây là một cái bước cũng rất là quan trọng. Khi mà các anh chị đảm bảo được cái thông tin của hành chính của bệnh nhân cũng như của đơn vị máu, thì cái việc tiếp theo phải đảm bảo đó là cái việc là chúng ta sẽ phải định nhóm tại giường. Thì đối với khối hồng cầu thì các anh chị sẽ phải định cái nhóm máu ABO của người bệnh bằng cái huyết thanh mẫu. Và định nhóm máu ABO của đơn vị máu bằng huyết thanh mẫu, tức là chúng ta trên cái phiến định và hoặc là trên cái tờ giấy định nhóm chúng ta có là cả định nhóm của bệnh nhân và định nhóm của đơn vị máu bằng cái huyết thanh mẫu. Còn đối với truyền khối tiểu cầu hoặc huyết tương thì chúng ta sẽ định nhóm máu ABO của người bệnh bằng cái huyết thanh mẫu, còn lại là cái chúng ta sẽ xét nghiệm cái hòa hợp, cái phản ứng chéo giữa máu người bệnh và mẫu chế phẩm, tức là chúng ta lấy một cái giọt máu của bệnh nhân và sau đó chúng ta nhỏ cái chế phẩm khối tiểu cầu hay là nhỏ khối cái huyết tương vào để chúng ta làm cái phản ứng hòa hợp, cái phản ứng chéo. Đây là hình ảnh mà một cái nhóm máu. Các anh chị nhìn xem đây là nhóm máu gì ạ? Có anh chị nào trả lời giúp tôi đây là nhóm máu gì không ạ? Anh chị nào biết xin bật bật mic lên chúng ta trả lời giúp tôi xem trên cái slide này thì đây là hình ảnh nhóm máu gì ạ? Có anh chị nào biết không ạ? Đây nhóm máu A Vâng. Rất rất cảm ơn anh. Đây chính xác là nhóm máu A. Chúng ta có thể thấy rằng là ở cái bằng cái phương pháp là huyết thanh mẫu như thế này thì những cái người mà có cái anti-A, tức là cái khối cái hồng cầu của bệnh nhân này là có cái kháng nguyên A rồi đúng không ạ? Đấy, và kháng nguyên A thì cái anti-AB nó sẽ cũng kết tủa như này, nó cũng tạo cái kết tủa, nhưng đối với cái anti-B thì nó không có đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy được ngay ạ. Rất là cảm ơn anh. Thế tiếp theo cái việc là sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị được cái các cái dụng cụ và các cái thông tin hành chính cũng như là định nhóm máu tại giường rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành truyền máu cho bệnh nhân. Và thường thì ở cái việc này, cái giọt máu đầu tiên ấy mà khi mà truyền vào cho bệnh nhân ấy, thì chúng ta sẽ phải là các bác sĩ lâm sàng sẽ phải là người quyết định sẽ mở cái van truyền máu để mà truyền vào cho bệnh nhân. Bởi vì tại sao là như vậy? Bởi vì khi mà các anh chị ở cái thời điểm đó thì cái 5 phút đầu tiên mà chúng ta theo dõi ở khi truyền máu nó rất là quan trọng, và những cái phản ứng gọi là những cái sốc, những cái tình trạng phản ứng phản vệ ấy, nó sẽ xảy ra rất là sớm. Và khi các anh chị có mặt để mà mở cái van truyền máu như thế thì nó sẽ quyết định xem chúng ta sẽ xử lý được rất là nhanh vấn đề về các cái phản ứng quá mẫn như thế. Thế thì chúng ta sẽ theo dõi, rất là quan trọng là theo dõi 15 phút sau khi bắt đầu truyền máu đúng không ạ? 15 phút đó là nó rất hay diễn ra phản ứng, các cái phản ứng không mong muốn, thì nó thường nó nằm ở cái 15 phút đầu. Đấy. Và qua cái giai đoạn đó thì sẽ là mỗi giờ trong khi truyền máu và khi kết thúc truyền máu thì chúng ta sẽ phải theo dõi các cái thông tin, ví dụ như là toàn trạng rồi cái mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở của bệnh nhân cũng như là cái tốc độ truyền máu và xem cái việc cân bằng dịch ạ. Thì ở trên đây là cái toàn bộ cái bài về cái truyền máu lâm sàng. Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Mọi thắc mắc về bài giảng, mời anh chị liên hệ với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo Tuyến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hẹn gặp lại các anh chị ở những bài giảng sau.